Phèn mùa nắng này là do đâu? Thì Duy hôm nay Duy sẽ quay lại chia sẻ cho quý vị các bạn. Như trên AutoTôm chúng ta thì chúng ta biết được đó là có rất là nhiều. Hiện tại thì có gốc phèn, ví dụ như là phèn sắt nè, hoặc là phèn nhôm nè. Thì những cái gốc này á, cơ bản á, ví dụ như trên ao chúng ta thì nó không phải là ảnh hưởng với nồng độ cao là ao có nuôi tôm á, là ảnh hưởng đến cho tôm chết hoặc là tôm gây ngộ độc. Nhưng mà một lượng nhỏ phèn này, ví dụ như là tầm khoảng 0,5 mg trên lít đến khoảng 1 mg hoặc 2 mg trên 1 lít đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên cái việc chúng ta nuôi tôm. Thì cái ảnh hưởng mà lớn nhất của cái thằng phèn này chính là gì đây? Phèn sắt hoặc phèn nhôm á, thì nó sẽ ảnh hưởng là nó sẽ là khử khử những cái chế phẩm sinh học hoặc là khoáng chất hoặc là những cái gì mà chúng ta cung cấp vào con tôm á. Như ví dụ như khi chúng ta diệt khuẩn thì cái thằng phèn này nó sẽ khử do gốc diệt khuẩn. Ví dụ chúng ta diệt vi sinh thì nó sẽ khử vi sinh, thì nó là một cái tai hại rất là lớn. Ví dụ như là khi mà nó khử vi sinh xong á thì vi sinh của mình tạt xuống ao á, nó không hiệu quả, nó lại một cái đốt tiền của mình, thì đó là một cái nó ảnh hưởng lớn nhất trong ao mình hiện tại. Còn nói về cái nồng độ mà để mà phèn cao quá tôm chết á, thì nói chung là câu chuyện bây giờ thì đã ít rồi. Ví dụ như ngày xưa mà đất mình mới khai phá ra thì nồng độ phèn nó nhiều, nhưng bây giờ thì nó đã giảm rất nhiều qua thời gian chúng ta nuôi tôm á. Thì bây giờ mà để mà khi mà không có tôm á, thì cái phèn này nó rất là đơn giản này. Chúng ta dùng những cái gốc mà ví dụ như là dấp khử mạnh hay là oxy hóa mạnh vậy thì nó sẽ hết. Nhưng mà bây giờ có tôm thì bây giờ làm sao chúng ta phải nghiêng đến vấn đề là an toàn cho tôm, là cái câu chuyện mà chúng ta làm sao khử phèn nhưng mà phải an toàn cho tôm. Chứ ngày hôm nay chúng ta đọc làm sao là cho hết phèn trong bao nuôi, nhưng mà ngày hôm nay tôm mình hết luôn thì là câu chuyện không đúng. Thì khi ngày hôm nay khi mà chúng ta có tôm á, thì chúng ta dùng những cái gốc cơ bản. Bên Duy thì có cái gốc phèn đó là khử phèn bằng vi sinh. Khi mà gốc mà khử phèn bằng vi sinh á, nó sẽ là một cái tổ hợp vi sinh để chúng ta kết hợp giảm nồng độ phèn trên ao. Thì gốc vi sinh mà Duy đang chia sẻ cho bà con á, đây là một cái câu chuyện cũng khá là hiệu quả và Duy làm được trong mấy năm nay. Thì cơ bản á, khi chúng ta dùng những cái gốc nào làm sao hướng đến an toàn cho tôm, thì cái hại của nó là như thế nào, và cái việc mà chúng ta hướng đến làm sao là để bảo vệ cho con tôm, giảm nồng độ phèn để bảo vệ cho con tôm, thì gốc khử phèn vi sinh đó là cái câu chuyện để chúng ta giảm nồng độ phèn. Và thứ hai, nếu mà nồng độ phèn mà cao quá đó, một là cái cách, đây là cái cách. Nếu mà thứ hai á, cái nồng độ phèn mà nó cao quá đó, thì chúng ta có thể là dùng cách đó là thay nước. Ví dụ như nó tới 2 mg thì chúng ta có thể là thay nước để giảm nồng độ phèn. Và ao mà không có tôm á, không có tôm thì nó rất là đơn giản. Không có tôm thì chúng ta có thể là dùng Edeta với liều cao, hoặc là vôi đá là CaO, chúng ta vẫn khử được phèn. Ok, thì video ngày hôm nay thì Duy cũng muốn chia sẻ video ngắn để chúng ta gắn kết với nhau và thành công nhau nhiều hơn cho ngành tôm Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thủy Sản Duy, là một trong những đơn vị cung ứng về thuốc men, đồ nghề thủy sản, lắp đặt ao bạc công nghệ cao, uy tín, làm nên thương hiệu. Xin chúc quý vị và các bạn một vụ mùa thành công.